Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bochum và câu lạc bộ Stuttgart. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 27 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 9 tháng 4 và các cầu thủ Bochum sẽ tiếp đón Stuttgart trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Stuttgart sẽ là những người đứng giá cửa trên và sẽ chấp đội chủ nhà Bochum với mức kèo là 0,25, mức kèo hơi hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và hai trái tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thì chỉ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần đối đầu gần nhất của Bochum và Stuttgart thì Bochum họ không thắng được Stuttgart ở năm lần đối đầu gần đây, qua đó họ chỉ hòa được 2 trận và để thua 3 trận trước Stuttgart. Năm trận thi đấu gần nhất của Bochum thì Bochum thắng 2, hòa 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của Stuttgart thì Stuttgart thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của chủ nhà Bochum được chấp 0,25 hoặc là kèo đồng nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở lần đối đầu này thì mình thấy là hầu như Bochum họ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, cho nên là nếu mà xét về thực lực thì Bochum họ cũng không thua kém gì đội khách Stuttgart đâu. Thứ hai là trận đấu này thì Bochum có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì nếu như trận đấu này mà hai đội một lần nữa hòa nhau thì chúng ta chọn của Bochum, chúng ta cũng chỉ từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Mặc dù là năm lần đối đầu trước đây thì Bochum họ chưa thắng được Stuttgart, tuy nhiên thì ở ngay thời điểm hiện tại thì Stuttgart họ đang rất là bết bát và đang có phong độ rất là tệ nữa, thì biết đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho Bochum có thể là tận dụng được điểm tựa sân nhà của mình và phong độ đang ổn định để có lần đầu tiên đá bại được Stuttgart thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Bochum được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và hai trái. Thì những lần mà hai đội gặp nhau trước đây thì thường mình thấy cũng có rất nhiều bàn thắng ghi, với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội ở những lần trận gần đây thì cũng khá là ổn. Mình nghĩ trận đấu này sẽ là một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng, dự đoán hai đội hòa nhau 2 đều hoặc là 2-1 nghiêng về cho Bochum và cũng thấy kết quả cao hơn nữa nghiêng về cho đội chủ nhà. Bắt đầu tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đặt cửa tài trận đấu này. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Bochum thì bạn ưu tiên đặt cửa tài thì không được. Thật sự trận đấu này mình cũng chấm được cái cửa tài hơn. Bạn nào tin tưởng mình hãy là cân nhắc không cần phải vào Bochum đâu, đi cái tài không được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu một trái. Thì giờ đó hiệp 1 với phong độ ổn định và điểm tựa sân nhà thì Bochum họ cũng sẽ không thua Stuttgart đâu, thậm chí là biết đâu Bochum là những người có bàn dẫn trước nữa. Thì hiệp 1 các bạn chọn cửa Bochum kèo đồng nha và đợi tài hãy vào thì vào. Tới bàn trận đấu chốt kèo là chọn cửa Bochum được chấp và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại.